nhóm Sẩm Khiếm Thị Tâm Việt diễn 2 tối mỗi tuần ở phố Hàng Bạc, được khán giả ủng hộ tùy tâm, thường chỉ thu đủ tiền uống nước. Nhiều khi tiết mục kết thúc rồi mà không gian cứ im lặng, không nghe thấy tiếng vỗ tay nào cả. Mọi người cũng khá là hoang mang, không biết là khán giả có còn ai xem mình không nhỉ? Bởi vì các bạn đều là người không nhìn thấy, phải dựa vào tiếng vỗ tay thì mới biết là có đông người xem mình không. Sẩm là loại hình dân ca phổ biến ở Bắc Bộ, được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 14, sử dụng một số nhạc cụ đơn giản như đàn nhị, phách, đàn bầu, trống, sáo, thanh la, để đệm. Ca từ của Sẩm chủ yếu là thơ lục bát biến thể, có thêm các tiếng láy, tiếng đệm cho phù hợp làn điệu. Nội dung các bài Sẩm thường mang tính tự sự như than thân trách phận, nêu gương các anh hùng, liệt sĩ hay châm biếm những thói hư, tật xấu. Hát Sẩm từng được nhiều người khiếm thị sử dụng làm nghề kiếm sống nơi bến đò, chợ bùa. Họ tổ chức thành các phường hội để truyền nghề và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. 15 tháng 8 năm 2020, quyết định chính thức thành lập câu lạc bộ Hát Sẩm Tâm Việt. 2 năm dịch giã Covid, cho nên là vừa rồi mới có điều kiện để tổ chức ra mắt của chiếu Sẩm. Nhóm Sẩm đến bây giờ là có 17 thành viên, phần lớn là những người khiếm thị. Các bạn đều là có năng khiếu âm nhạc và đều muốn có một cái nguyện vọng là tự tìm, tự tạo sân chơi cho mình. Chúng tôi ở đây mỗi người một nghề, mỗi người một cái sinh hoạt, người thì vẫn đang đi học, có những người đã đi làm. Người khiếm thị là không thể nhìn được bản nhạc, không thể nhìn được tổng phổ. Nhưng mà cái hát sẩm này, đặc trưng của hát sẩm lại là truyền khẩu. Đấy lại là cái thế mạnh của người khiếm thị. Bởi vì người khiếm thị lại có cái đôi tai rất là chuẩn xác. Lớn nhất là thầy Trần Văn Hoan là năm nay đã hơn 50 tuổi. Và nhỏ nhất là bạn Tú, năm nay là 13 tuổi. Là thành viên nữ chính của câu lạc bộ Hát Sẩm Tâm Việt thì thực sự là em thấy rất là vui. Kiểu độc nhất vô nhị. Đôi khi là cũng có tí ưu tiên hơn một xíu, ví dụ như là được lựa chọn những cái bài hát mình yêu thích để có thể biểu diễn này. Nhưng mà đôi khi cũng có một chút khó khăn, đấy là giọng thì cũng không phải là quá tốt ạ. Thế có một số bài thì cũng không thể nào hát được. Em thực sự là luôn ước ao là có thêm một bạn nữ nào đó để cùng đồng hành với em. Lịch biểu diễn của nhóm Sẩm Tâm Việt hiện tại là vào tối thứ 6 và tối chủ nhật hàng tuần tại Đình Kim Ngân. Chiếu Sẩm Tâm Việt ra mắt từ tháng 7 năm nay dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của nghệ nhân Đào Bạch Linh. Nhóm gồm hơn 10 thành viên thuộc nhiều lứa tuổi, làm các công việc khác nhau, có chung đam mê với loại hình văn hóa dân gian. Mình cảm thấy rất là khâm phục họ, vì tuy là người khiếm thị nhưng mà họ cố gắng học cái bộ môn nghệ thuật này để bảo tồn và giữ gìn. I love how they are able to stay together and they're very good. It's like being out in the countryside, Vietnam, and the singing is amazing. I could just listen to them. Ngoài biểu diễn hát sẩm ra thì còn có những chương trình biểu diễn về âm nhạc dân ca, nhạc chèo, nhạc chầu văn hay là nhạc trẻ, nhạc quốc tế. Trong cái thời gian này thì nói thật là cái thu nhập của anh em cũng rất là khiêm tốn, đủ tiền xe đi về với cả dư ra là của tôi và cốc nước thôi. Nhưng mà tuy nhiên rằng là anh em không vì cái chuyện đấy mà nản, bởi vì cái cơ bản là mình có một cái sân chơi, có một cái nơi để biểu diễn.